Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Sáng nay, giá vàng SJC trong nước tiếp tục được các thương hiệu điều chỉnh tăng giá. Giá vàng SJC tại nhiều cơ sở đã tăng lại mốc 78 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 75,4 triệu đồng một lượng mua vào và 77,9 triệu đồng một lượng bán ra. So với dạng sáng qua, giá vàng miếng SJC đã được điều chỉnh tăng 500.000 đồng ở chiều mua và tăng 480.000 đồng ở chiều bán. Trong khi đó, Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán, lên lần lượt mức 75,25 triệu đồng một lượng mua vào và 77,85 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng chung xu hướng tăng, sáng nay, giá vàng SCC tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 74,45 triệu đồng một lượng mua vào và 78 triệu đồng một lượng bán ra. Hôm nay theo Kiko, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam với vàng giao ngay ở mức 2038,35 đô la Mỹ một ounce, tăng 1,842 đô la Mỹ một ounce so với giá vàng trong phiên giao dịch hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,328 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế phí. Như vậy, giá vàng miếng của SGC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 16,072 triệu đồng một lượng.